Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube Gia đình Cá Tráp. Hôm nay mình sẽ làm một cái video nói về cách câu cá đối bằng mồi, mồi trâu. Bình thường là hầu như là ai cũng nghĩ là cá đối nó chỉ ăn ăn mồi bọt thôi. Nhưng mà thực ra thì cá đối nó cũng là một loại ăn tạp á mấy bạn. Nó ăn rất là nhiều mồi. Cỏ rồi rong rồi sình bùn rồi mấy con sinh vật rồi bột nó cũng ăn luôn. Nhưng mà cái này mình mới biết gần đây luôn là cá đối nó cũng ăn trùng biển nè mấy bạn. Chắc là có nhiều bạn chưa biết trùng biển là con gì thì mình sẽ cho mấy bạn coi trùng biển là con gì. Hôm nay mình sẽ làm cái video này để mình chia sẻ đến mấy bạn cái cách câu cá đối bằng trùng biển. Đây, trùng biển chính là con này. Để mình cầm lên hai con cho mấy bạn coi ha. Đây, trùng biển là con này. Nhìn ở ngoài nó giống y chang con rươi vậy mấy bạn. Có nhiều bạn nhầm lẫn con trùng biển này là con rươi. Nhưng thực ra không phải, con này là con trùng biển nha mấy bạn. Trùng biển có hai loại là trùng xanh và trùng đỏ. Thì mình thường hay câu trùng đỏ. Trước đây mình hay câu cá đối bằng mồi bọt á mấy bạn. Nhưng mà vì là gần đây á, mình đi ra bờ sông này á, thì mình thấy có nhiều người câu. Mấy người già, mấy người Nhật lớn tuổi á, người ta câu ngâm. Mà câu ngâm bằng mồi này nè, bằng mồi trùng á, trùng biển đỏ. Trùng biển xanh thì cũng có người câu nữa. Nhưng mà trùng biển xanh với trùng biển đỏ thì nó có ưu điểm và nhược điểm riêng. Thì cái trùng biển xanh á là sức sống của nó rất là cao, nhưng mà cái nhược điểm của nó là nó dễ bị đứt khúc mấy bạn. Mà câu cái này câu ngâm, do đó là mình phải quăng mồi ra xa, nên là mình xài trùng biển xanh nó sẽ bị đứt khúc, lúc mình quăng nó sẽ đứt trùng ra. Do đó phải xài trùng màu đỏ. Trùng màu đỏ thì cái sức sống không cao bằng trùng màu xanh, nhưng mà bù lại thì nó dẻo dai. Ê da, dính rồi kìa mẹ. Càng đó dính rồi, thấy không? Càng này của mình dính rồi mấy bạn ơi. Đang giới thiệu dính luôn rồi. Để coi làm sao ha. Đúng rồi, thôi Vân. Ồ Vân. Cái đó mà có bà tiêu ha. Trời ơi, có bà tiêu giật cái đuối đó trời. Hết chạy.
kịp hết anh tin cầm rồi. Lôi lên đây là hết chạy. Ui dính mấy dưới cái mỏ. Nhưng sao mà dính mấy dưới kìa. Còn có 2 cần à. Vậy là câu chuyện tiếp mấy bạn ơi. Trời ơi, đang giới thiệu, chưa giới thiệu được gì hết cái dính cá này. Giới thiệu vậy mới linh đúng không? Giới thiệu vậy người ta mới tin là mình câu dính. Đó, thì mình câu là mình câu bằng trùng biển đỏ nha mấy bạn. Câu mồi này cực kỳ nhạy luôn, không những nó dính cá đối thôi mà nhiều khi nó còn dính cá tráp với lại cá vượn đó. Nhưng mà dính cá đối là chủ yếu. Cá đối rất là thích cái này. Đó. Thì mình sử dụng lưỡi á. Lưỡi thì mấy bạn sử dụng lưỡi số 3 hoặc số 4 nha mấy bạn. Lưỡi cũng vừa vừa thôi, không cần phải nhỏ quá đâu. Rồi chì á, mình sử dụng loại chì ném nè. Đó. Chì thon này dùng để ném cho nó bay xa. Đó. Thì mình sử dụng loại chì này, mình sử dụng chì số 8. Mình thấy có nhiều người sử dụng chì số 15 nữa. Mình muốn ném xa thì mình mua chì to hơn tí. Này mình xài số 8 à. Số 8 ném chắc cũng được 40m á, 30-40m á, cỡ đó. Đó. Rồi dây thì mình xài dây thẻo nè. Dây thẻo là mình xài dây số 3. Mấy bạn muốn xài dây nào cũng được tùy mấy bạn. Tại vì mình câu cái này là câu ngâm, do đó là cá nó lôi rất là mạnh. Bình thường nếu mà mình câu ISO, mình câu phao á, thì mình câu dây thẻo là dây 1.5 hoặc là dây số 2. Nhưng mà câu cái này thì không câu phao. Khi nào con cá nó lôi chạy á, mình mới giật đọt càng câu mình mới biết là dính. Do đó mình phải làm cái thẻo lớn lớn hơn tí. Làm bản số 3, có người làm thẻo số 4 đó. Hầu như mấy ông già ở đây mấy ông xài thẻo số 4 không. Mình thì mình xài số 3 ha. Còn cước trục thì mấy bạn xài số 3 hoặc là số 4 cũng được. Số 5 thì hơi to quá ha. Số 3 hoặc số 4 thôi. Đó. Tại vì con ngâm mình xài số 2 hoặc 2.5 thì nó hơi nhỏ ha. Đó. Chỉ vậy thôi. Thì cái thẻo mấy bạn không cần phải làm dài quá đâu. Như mình thẻo mình làm nửa mét rồi. Không cần dài. Đó. Tại vì dài quá thì nó rối thẻo thôi chứ không có gì mấy bạn. Con trùng nó cứ quấn quấn à, nên nó rối thẻo. Đó. Gắn cục chì trên nè, xong cái thẻo khoảng 50cm. Mấy bạn muốn làm 1m cũng được, không sao. Rồi thì móc trùng. Móc trùng để mình móc cho mấy bạn coi ha. Cách móc trùng sao. Đây. Móc trùng về ha. Thì mình móc từ đầu xuống hoặc là từ đuôi lên cũng được nha. Đuôi là phần nhỏ, thường là mình móc từ đầu xuống nè. Nè, đầu đó là cái phần này nè. Có răng nè, con này cắn cũng ngát lắm, cắn cũng đau lắm á. Trùng biển này cắn ghê lắm. Thì móc thẳng vô cái đầu luôn ha. Móc vô cái đầu. Xong rồi móc cho nó lòi cái lưỡi ra ngoài này tí ha. Xong lại quần xuống đây. Móc vô một lần nữa. Đó. Đó, cái mục đích là đừng có để cho con trùng nó vuột ra khỏi cái lưỡi. Đó. Cái mình đẩy lên. Mình đẩy cái đầu con trùng lên cho nó lít cái lưỡi, hết cái lưỡi câu rồi thôi. Đó. Mấy bạn móc vậy thôi. Đừng móc ngay giữa con nha. Móc ngay giữa con. Cái con trùng á, cái đặc điểm của nó là mấy bạn móc vô giữa con là tự động nó đứt ra làm hai à. Đó. Phân thành hai mảnh. Do đó mình phải móc ngay cái đầu đó là nó không có bị đứt. Đó. Rồi móc vô vậy rồi ném ra ngoài thôi. Thì câu này nó câu ngâm này nó cũng phải có gọi là có cái bí quyết nữa mấy bạn ha. Mình muốn câu mà dính nhiều á là phải chờ nước xuống. Đó. Câu cá đói là phải nước xuống, cá nó mới gườm lại, cá mới hoạt động ha. Nước di chuyển. Nước lên thì nó cũng không dính bằng nước xuống đâu. Chắc chắn điều đó ha. Đó. Thì câu là quan trọng nhất là cái đó thôi.
câu vào cái lúc nào là dễ dính cá mà quăng làm sao. Là mình sẽ quăng cho mấy bạn coi. Mấy bạn nào câu lưu rê nhiều á, chắc mấy bạn quăng quen tay rồi. Thì mình thường thường là mình câu 4-5 cần, chứ mình không có câu 1 cần. Nè, hôm nay mình câu 5 cần. Đằng đó 2 cần nè, mình cuốn lại 3 cần rồi nè. Thì câu này rất là nhàn mấy bạn ơi. Câu 5 cần mà tới lúc cá ăn rồi mấy bạn giật mỏi tay luôn, giật không kịp luôn. Nó đi, đi cá đi đi là mấy con vậy, nó không có đi một con đâu. Đó, về quanh ra ngoài thôi. Mấy bạn nào không biết câu quăng thì mình tập quăng nha, quăng như lure thôi. Câu này là phải quăng ra ngoài chứ không có quăng gần bờ. Ở chỗ mình câu này thì người ta có làm sẵn cái ống tre mấy bạn. Mấy ông già ổng chặt ống tre xong ổng cắm dọc cái bờ biển nè. Mấy bạn nhìn là vòng vòng là thấy mấy cái ống tre. Thì mình chỉ cần cắm cái đọt cần, cái cần câu vô trong cái ống tre đó thôi. Rồi mình bung cái máy ra một tí ha. Bung làm sao mà mình lấy tay mình níu mà cái máy nhả ra, xả cái ven nó ra một tí. Để khi con cá nó cắn á thì nó không có lôi văng cần câu mình xuống nước, hoặc là gãy cần, hoặc là đứt dây. Thì có ba cái sự cố đó xảy ra. Thì khi con cá lôi thì cái máy mình tự động nó bung ra ha. Nếu bạn nào có điều kiện tí thì mình mua mấy cái chuông nhỏ, mình lắp lên cái đọt cần câu á. Khi nào con cá nó ăn thì nó cái chuông nó reo, chuông nó rung kêu keng keng thì mình biết cá ăn. Còn mình thì mình câu thường thường mình nhìn thôi mấy bạn á. Đó, mình quăng mồi ra rồi xong cái mình quay nhẹ nó vô, cho cọng dây căng ra. Khi nào con cá ăn là tự động cái đọt cần câu cũng giật à. Mình câu mình ngồi mình nhìn lên mấy cái đọt cần câu chứ mình không có. Nếu mà ai bận rộn lướt Facebook đồ thì mình ra mình ngồi lướt Facebook rồi mình gắn chuông lên, chừng nào cá ăn thì kêu keng keng thì mình nhìn, mình thấy nhịp mạnh thì mình giật thôi. Đó. Câu này cái điều quan trọng nhất là nước ha, nước phải xuống là mình câu mới dính cá nhiều. Nước lên là không có dính cá nhiều. Đó. Thì hôm nay mình chỉ làm để chia sẻ với mấy bạn cách câu cá đối thôi. Còn vài bữa nữa là câu cá tráp với lại câu cá vượt. Cũng câu bằng mồi trùng, cũng ngâm luôn vậy. Nhưng mà mỗi một loại cá là cái cách câu nó khác nhau mấy bạn. Cá đối không chỉ nó ăn mồi bột mà nó còn ăn mồi trùng nữa. Đó. Mình biết được điều này là mình câu rất là nhàn. Không có gì khó hết mấy bạn ơi. Cá lớn cá nhỏ vậy nó cũng ăn trùng hết á. Bình thường là nó chỉ ăn bột, nó rỉa, nhưng mà trùng là nó nuốt luôn trùng, nó nuốt cái lưỡi vô trong họng nó luôn á. Câu rất là nhẹ nhàng, ăn xong rồi tự chạy tự dính á. Mình câu ở đây bình thường buổi sáng ít nhất cũng phải được 5-6 con, có khi được 1 chục con. Nó nhàn hơn là câu mà bột xả. Nhưng mà cái này là câu ở sông nha mấy bạn. Câu ở những cái chỗ mà nước cạn á ha. Nước tầm khoảng 3 mét đổ lại á thì mình câu được. Còn mấy chỗ nước sâu quá thì mình câu cái cách câu ngâm này nó không hiệu quả. Câu ngâm sau nước sâu thì mình phải câu bằng mồi bột ha, mồi bột xả. Còn nước cạn cá nó cũng gom lại ha. Cái chỗ mình câu này là nước sâu chứ tầm chừng 2 mét rồi mấy bạn. 2 mét à. Đó, do đó con cá nó chỉ di chuyển trong cái đoạn 2 mét của cái độ sâu nước thôi. Do đó là cái xác suất nó gặp con mồi của mình là cao hơn. Còn nước mà sâu hơn tiếng 5-6 mét á là con cá bơi tùm lum hết á. Nhiều khi bơi trên mặt, bơi ở giữa, bơi dưới đáy. Nhưng mà nước 1-2 mét là chắc chắn con cá nó chỉ bơi xuống đáy thôi mấy bạn. Chắc chắn điều đó đó.
nó chỉ bơi cách đáy lên chừng gan, bắt đầu mình nó thấy trùng của mình ngoe ngoại dưới là nó ăn. Rồi bây giờ câu tiếp thôi. Đó, đọc thằng câu giật giật giờ là cá đang ăn á mấy bạn. Này không có phao câu ngâm cho nên là đó, chỉ cần thấy đọt thằng câu giật giật vậy là dính rồi đó. Không có chạy được nào á. Nếu mà câu ngâm á, cá giật là mấy bạn cầm càng câu mấy bạn giật cái mạnh lên cho sóc cho hàm đó. Chiến lợi phẩm bên đây mấy bạn ơi, đẩy hết con rồi. Hồi nãy con kia mình kéo là mình để ngay chỗ kẹt đá, cái chạy lên lấy cái kìm xuống cái kẹp đặt tay cái sẩy chạy xuống nước rồi, còn lại hai con nè. Thôi bữa nay mệt quá rồi, đi về. Câu 2 tiếng đồng hồ mà dính bị dính được 3 con rồi sẩy 2 lần. Ăn rồi giật lên mà kiểu mình giật không có mạnh á, không có cắm vô miệng nữa.
rồi xong rồi kéo gần vô tới bờ cái giải cái bung luôn. Nếu mà dính là được 5 con rồi. Trời ơi, đi làm cả đêm về mà đi câu cũng mệt thì thôi luôn, mà ăn ghiền quá chịu không nổi. Giờ đi về ngủ, tối đi làm tiếp. Ngày mai trời mưa, ngày mai thứ bảy trời mưa, không có đi câu được cho nên bữa nay mình đi làm đêm về mà ráng đi câu. Thôi bye bye mấy bạn nha. Nếu mấy bạn thấy video hay nhớ bấm like và đăng ký kênh giúp mình nha, để mình có động lực làm ra thêm nhiều video hướng dẫn các cách câu cá mới lạ ha. Bye bye mấy bạn, chào tạm biệt mấy bạn.